Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Đỗ ha. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật vài dòng cá bảy màu bên mình, và từ dòng cá thấp đến dòng cá cao và dòng cá cao cấp luôn nha các bạn nha. Đó là những cái dòng cá mà mình hướng tới sắp tới ha. Cho nên là mình sẽ chỉnh chu cái phòng nuôi cá của mình lại thật là nhiều dòng cá đẹp và chất chứa cho tất cả các bạn lựa về làm giống và nuôi hồ kiến và làm chơi lâu dài á. Là những anh em nào mà chơi có kinh nghiệm rồi thì các bạn có thể nhập về bạn đổi máu những bộ cá nhà mình ha. Đầu tiên là Lutobass Nippon Shih Tzu thì không có trống nha các bạn nha, chỉ có 40k một em máy như thế này thôi ha. Đó. Và tiếp tục đây là dòng Blue Saban. Đó, dòng này thì có máy là 80k một đôi cho tất cả bạn về làm giống nha. Bộ này lên cái bộ và đuôi rất là lớn nha. Đó, và vây rất là ok luôn cho tất cả bạn về làm giống nha. Thì giá chỉ 80k một đôi cho cái bộ Blue Saban Lutel nha các bạn nha. Đó, Blue Saban Lutel là lên cái phần đuôi rất là lớn ha. Đó, cho tất cả bạn nào mà thích chơi cái bộ mà xanh biển mà nhẹ nhẹ. Đó thì có thể săn đón cái bộ Blue Saban này về đội của mình. Đó, thì bên mình thì hôm nay sẽ xả rất là nhiều dòng cá luôn. Đó, tiếp tục là dòng xanh Indo. Thì bộ này thì mình còn nhiều máy hơn, nên là mình sẽ chia sẻ tất cả bạn là một chống, hai máy sẽ là 100k. Bắt đơn hàng từ 200.000 mình sẽ nhận ship tỉnh ha. Đơn từ 300 sẽ nhận free ship luôn. Đó, cho do đợt này là cá mình đã lên rồi á, thì mình không có nhập về nhiều nữa, thì mình sẽ làm nhiều cái chương trình khuyến mãi tất cả bạn ha. Thì các bạn nào muốn receive hoặc là các bạn có thể chọn tặng cá, nếu mà các bạn nào thích có thể thương lượng với mình. Đó, nếu mình coi ok được thì mình hỗ trợ nha. Đó, rất là ok luôn. Và lên tiếp tục cho tất cả các bạn là bộ dòng Amino Retro các bạn nha. Hiện tại cũng còn ít thôi, nên sẽ xả với giá là 80k một đôi ha. Hôm mỏm bán là 100 đến 150 thì hàng đẹp. Còn hiện tại còn sót lại ít á, thì mình sẽ xả với tất cả các bạn là 80k một đôi cho tất cả các bạn chơi nha. Thì máy cũng đã vô size nó cứng cứng rồi các bạn, về các bạn ép sinh sản ha. Đó, cho tất cả các bạn có những cặp cá và những bầy cá đẹp khi mà các bạn muốn cho sinh sản số lượng nhiều á thì sẽ tuyển lựa lại trong đời con này nha các bạn nha. Còn cá lớn á thì bên mình đang bán nè với giá 80k thôi, xả cho tất cả các bạn về, các bạn nào không có kinh phí nhiều thì có thể tập chơi những dòng này. Đó, rất là ok luôn, mắt đỏ các bạn ha. Và lên một cái bộ full red tuyển các bạn nha. Thì tại sao mình nói là full red tuyển, do cái size của cá mình mới 2,5 tháng các bạn nha, mà lên cái phần vây lưng sệ rất là ok, rất là lớn rồi. Đó, nên cho tất cả bạn về các bạn làm giống cho nuôi càng lâu, cái vây lưng càng lớn và đuôi body càng lớn hơn nữa. Đó, còn những cái bộ cá mà thiên về body á thì các bạn phải chăm sóc bằng cách là các bạn cho ăn hạt thông minh nhiều giống như mình ha. Đó thì sẽ lên được cái bộ rất là ok luôn. Thì các bạn nhìn là cái bộ vây, cái bộ full red bd của mình á thì mình đã cung ứng ra thị trường khoảng rất là nhiều rồi, thì khoảng tầm 100 cặp rồi đó các bạn. Đó, nhưng mà được rất nhiều anh em ủng hộ ha, nên là mình cứ liên tục mà mình làm thôi. Còn những cái dòng cá mà mới mà cập nhật như là dòng cá Tiger Hắc Moon nha các bạn nha, dòng này là một dòng cổ và cực kỳ hiếm trên thị trường luôn. Đó, những anh em bán trên thị trường thì tầm 300-400 ngàn một đôi ha, là chuyện rất bình thường các bạn, do hàng này không có hàng ha. Là bạn nào mà thích chơi Tiger Hắc Moon mà hàng đẹp á, đó lên cái phần đuôi Hắc Moon lớn bo tròn các bạn, thì có thể chơi bộ này với giá là 150.000 một đôi cho cái bộ Tiger Hắc Moon này nha các bạn nha. Hiện tại không có hàng nhiều, nên là bạn nào mà săn á thì chụp màn hình lại, nhắn tin cho mình trực tiếp qua Zalo ha, để các bạn có những cái bộ cá đẹp các bạn chơi. Đó, lên bộ màu bộ body rất là đẹp ha các bạn ha. Đó, màu sắc rất là sáng, bảy rất là ok luôn. Và bộ này là bộ Tuxedo Gold Big Fin các bạn nha. Ripon Big Fin là cái phần fin si của cái dòng của con máy các bạn, nó dày lên và nó sệ dài phía sau á thì gọi là Big Fin các bạn nha. Với giá trị là 100k một đôi, mà mình còn khoảng tầm 3 đến 4 đôi là hết hàng luôn các bạn, nên là bạn nào mà săn được thì có để săn đợt này ha. Cái đợt mình mới về thì mình bán 150 ha các bạn ha, 120-150 thì đợt về chót rồi các bạn ha. Còn ít cá nên là mình dành cho tất cả bạn nào mà không kinh phí nhiều đó, mà muốn săn sale thì đơn hàng từ 300 còn được free ship nữa, nên là các bạn cứ thoải mái ha. Còn đây là dòng Dumble Big Air, thì dòng này đã chia sẻ cho tất cả bạn khoảng tầm 100 đôi trên thị trường rồi nha các bạn nha. Nên là bạn nào mà chưa có cái bộ cá đẹp, bộ Dumbo đẹp mà muốn mua từ ngoài trời á, mà nuôi càng lâu cái bộ lên vây lưng càng sáng và lên tay bơi càng dài và lên xanh, màu xanh miết như thế này các bạn ha, thì có thể săn cái bộ này với giá là 150k một đôi cho tất cả các bạn về làm giống ha. Đó, nên là mình tuyển chọn những cái bộ cá đẹp nhất và mình đã đi rất là nhiều trại rồi, và một số dòng cá từ giá rẻ đến giá cao thì tiền nào của đấy nha các bạn nha. Khi mà các bạn mua bộ cá mắc tiền mà giá chậm chung á thì các bạn về các bạn làm đời con á, nó đỡ tốn thời gian của mình. Còn khi mà các bạn mua những dòng cá rẻ tiền á thì các bạn về các bạn làm ra cá nó xấu hoặc là nó không đẹp á mà các bạn không vừa ý á, thì nó tốn thời gian khoảng 3 đến 4 tháng các bạn nuôi những con cá con nó lớn lên mà các bạn xem nó không vừa ý mình, các bạn rất là buồn ha. Đó, còn khi mà mua cá với mình thì mình sẽ bao tất cả các bạn cái bộ gen tốt về các bạn làm giống theo thời gian lâu dài, để cho tất cả các bạn có những cái em cá con đẹp nè, hoặc là những cái bầy cá ok chất lượng ha. Giống như là một cái bộ HBD Pro mà vây cao ly các bạn nha,
cái vây cái đuôi nó bằng nhau và cái lên cái vây lưng rất là sệ luôn các bạn ha, gọi là bê đớt luôn các bạn nha, rất là sệ luôn ha. Đó, và lên tiếp tục là hàng tuyển nữa các bạn, Blue to Bass Ripon Finsi C2 mà lên Finsi rất là ok các bạn, nhìn tay bơi mướt các bạn nha. Thì do là bộ này mình không còn chống nhiều á nên là mình tập trung chống vào cái bộ của con Ripon Finsi này nha các bạn. Đó, còn cái bộ đầu video các bạn xem á là chỉ 40k một em thôi, thì máy nó rẻ đó các bạn ha. Đó, trong bầy nó sẽ ra những em cá tuyển chọn như thế này để do các bạn về làm giống cho các bạn có những cái bộ cá Blue to Bass đẹp và chất lượng, thấy xuyên thấu ruột luôn ha, cá ăn gì thấy đó nha các bạn nha. Đó, rất là ok luôn, do là mình hơi bị cảm nhẹ nên mình nói chuyện nó hơi khò các bạn xem cảm ha. Đây là dòng Metal Lugard các bạn ha, là một cái dòng cá bên mình đang cố gắng làm số lượng nhiều. Đó, do là mình thấy quá là đẹp luôn các bạn, lên cái phần vảy ri băng ở trên phần thân và Lugard là cái dãy chấm bi ở cái phần đuôi ha. Dạo này anh em ít chơi Lugard hơn là chuyển qua cái dòng này nha các bạn nha. Đó là cái dòng này mình nghĩ là khá là đẹp và xu hướng ha. Đó, do là nuôi càng lâu cái phần body của dòng cá này càng tăng lên và cái phần đuôi càng nhuyễn hơn và lên bự hơn, to hơn và bay lưng của bộ cá mình rất lớn nha các bạn ha. Đó, nên cho tất cả bạn có thể có tham khảo nhiều dòng cá. Và đây là dòng cá không thể thiếu bên mình nha các bạn, đó là dòng Double Coil Short Body với giá trị là 300k một đôi, và khi mà các bạn bắt một đôi này đã được reship rồi đó, nên là có nhiều cái khuyến mãi cho tất cả các bạn rồi, nên các bạn cứ yên tâm. Còn các bạn chọn cá tặng cá nào á thì các bạn nhắn vô mình để mình xem hỗ trợ được thì mình tặng ha. Đó, rất là ok về cái bộ Double Coil Short Body này nha các bạn. Thì hôm nay mình còn lên siêu phẩm nữa, vài siêu phẩm ở cuối video nữa, nên các bạn cứ tem xem từ từ các bạn tham khảo ha. Cái bộ Double Coil này được lai tạo giữa dòng Double và dòng coi ha, các bạn cứ lai tạo thử nhưng mà nó không có thuần, còn cái bộ mình làm bao thuần cho tất cả bạn về đẻ ra đời con ra nhiều cái đẹp ha. Còn đây là bộ Double Short Body các bạn ha, Double Super Short á mà bích e các bạn ha. Đó là cái bộ lên tay bơi cực kỳ dài và lớn và lượng cái là Super Short nữa. Thì bạn nào thích chơi hàng VIP, hàng tuyển chọn trong cái bộ Double Super Short Body này thì có thể săn cái cặp này về đội của mình ha. Mình bao tất cả bạn ra được con ra nhiều em cá đẹp đó, thì mình bao là các bạn đã hiểu rồi ha. Các bạn về các bạn cho đẻ sinh sản ra và cho nuôi từ từ ra, và khi mà các bạn nuôi ngoài nắng thì cái phần vảy trong thân nó còn ra nhiều nữa nha các bạn nha. Và đây là dòng Amino Coil C2 Ripon Long E các bạn, là tay bơi rất là dài luôn và lên đường cái Finsi màu đỏ nha các bạn nha, và xuyên thấu luôn các bạn ha. Thì bộ này là bộ đặc biệt mà mình đang cập nhật về gần đây, thì bạn nào mà thích chơi hàng VIP, hàng tuyển chọn thì có thể săn bộ này ha. Và mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Ở cuối video này mình có bán thêm ít thức ăn phụ kiện vừa Artemia Trung Artemia Mỹ nè, Artemia Vĩnh Châu nè, để cho tất cả các bạn về nuôi cá tốt hơn, chất lượng hơn. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá nha. Thì cuối video Đức xin chia sẻ với tất cả các bạn những loại thức ăn và thuốc trị bệnh cho cá và cực kỳ ok cho tất cả các bạn nuôi cá tại nhà đó. Thì đầu tiên là cảm thấy thì từ nhu cầu cơ bản đến nâng cao, anh em nào cũng cần sức khỏe cho cá là phải có thức ăn ha và thuốc trị bệnh. Thì Đức xin chia sẻ với các bạn là cám thái là loại này là 30k trên 50g, và tiếp tục là cám trộn T10 giá là 60, đó gồm mix 10 thành phần mix lại với nhau là 50g luôn các bạn, để cho tất cả các loại cá cảnh, cá con, cá lớn, cá ăn đều được hết ha. Và tiếp tục đây là Artemia sấy khô, thì loại này thì các bạn cho ăn trực tiếp vào hồ với mình nha. Thì hũ này là 50g, thì cho ăn với lượng vừa phải đó các bạn ha. Đó, thì ăn trực tiếp vào hồ cho ăn lượng vừa phải thì cái loại này thì sấy khô rồi, cho ăn trực tiếp nha. Và loại này là loại đặc biệt của Đức ha, là loại Artemia đó, Mỹ ấp nở. Thì loại này cho cá từ 2 ngày tuổi ăn, thì giúp cho cá tính 7 ngày tuổi sẽ ăn rất là sung khỏe và lớn ha. Thì đến độ tuổi đó thì các bạn có thể cho ăn được cánh thái nè, bo bo nè, trùng chỉ nè, để giúp cho cá nhanh tăng size hơn. Và tiếp tục khi mà các bạn mà gặp những vấn đề bị trục trặc thời tiết mà bị bệnh á và vấn đề không mong muốn á, thì đây là combo Antiset và Barakiu. Thì Antiset này á thì giúp cho cá là trị bệnh túm lắc lừ đừ này ha, còn Barakiu là trị bệnh ký sinh trùng và nấm trắng nha các bạn ha. Và đây là một sản phẩm mới và hot trên thị trường nữa, đó là Luca 999 và Tứ Quý 9. Thì hai cái loại này nó đều công dụng như nhau nhưng mà nó khác nhau về cái liều lượng và các bạn ha, nồng độ ha. Đây là Luca 999 là một giọt cho 10ml nước, còn cái kia Luca Tứ Quý 9 á thì là một giọt cho 1ml nước các bạn nha, giúp cho cá các bạn có thể thoát khỏi tình trạng là ký sinh trùng và nấm và những cái bệnh ngoài da mà đặc biệt các bạn ha, và chỉ rất là nhiều bệnh luôn đó, sát trùng thức ăn rất là ok các bạn ha. Đó, thì đây là những sản phẩm cơ bản về thuốc ha. Rồi tiếp tục là những cái bộ phận của cái bộ áp Artemia, đó là máy oxy này các bạn, và bộ áp ha, bộ áp đầy 30 còn máy oxy này 55. Và tiếp tục là khi mà các bạn gặp vấn đề tiêu hóa thì bác cộng ha. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá và thức ăn phụ kiện nha.